Bạn nha, các bạn nhìn thấy không? Đây này, những cái miếng thịt chó hấp của cô này nhìn rất là ngon luôn. Người thích ăn mỡ, người thích ăn nạc. Đây là thích ăn mỡ. Chịu luôn. Thì hấp nha. Hấp rồi. Quá đông quá đấy. Em có thể là gọi là bán từ bán bao nhiêu tiền không? Chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên Mỹ Sơn các bạn nhé. Và hôm nay thời tiết ở trên này, trên chỗ mình khá là lạnh và trời nó ấm u. Đợt không khí lạnh về nên là thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi. Và hôm nay khá lâu rồi mình không đi ăn món bún thịt chó, thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến quán bún thịt chó ở Mỹ Sơn quán. Để chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức món bún thịt chó nhé. Và chúng ta di chuyển vào phía trong đi. Như các bạn nhìn thấy đây, không gian trong quán thì cũng rất là rộng. Ở phía này có thể cho các bạn để xe thoải mái này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nhà cô rất là rộng luôn. Và chúng ta di chuyển vào phía trong nhé. Không gian rất... Đây các bạn ơi, ở đây gồm có đầy đủ các mọi... Đấy, bên này là thịt chó hấp này. Thịt chó hấp rồi, chó này, tim chó này. Đầy đủ. Ở xa xa kia này, một nồi nước canh và canh bún chó. Cũng như là một nồi nước với bún bát ra. Thịt chó hấp. Suất này ở đây cô vẫn thường, cô vẫn bán 100.000. À bây giờ 120 hả cô? Cái gì nó cũng lên. Bây giờ là các bạn nhé. Khá lâu mình không đến thì bây giờ cô bảo mình là bây giờ 120.000 nhé. Lên giá rồi không? Bây giờ xăng nó lên giá nhiều quá. Cái gì nó lên giá theo thì chó vận chuyển các kiểu. Đây là hình như là thịt vai. Ăn chưa? Tim chó này, đây này. Tim chó này nha rồi. Đi rồi. Nếu thập cẩm thì phải có cả tim nữa. Biết hấp thì cô ngon nhỉ? Ừ, ngon nhỉ? Nhìn quả tim ngon thế nhỉ? Tim quá mới rớt. Bên này cô chuẩn bị gia vị đầy đủ đây. Riêng này. Đấy, một suất này thập cẩm. Để thưởng thức ở đây, đầy đủ các loại đây nhá. Trên kia là từ tổng hợp cho đến hấp, thịt nướng, xào lăn, nhựa mận, rồi lẩu, canh măng, rượu, bún sáng và bún tổng hợp có đầy đủ giá. Thức luôn bát thập cẩm một cái đến 10.000. 3 bát 40.000. Hai bát cảm ơn. Đây là bát ăn. Thank you.
Cho tao thêm một bát mắm tôm nhé. Cho mắm tôm cùng. Đây là 4 bát thực phẩm ở đây, 3 bát thực phẩm ở đây, là 4 cái gì. Này lâu lâu anh em mới đi ăn bún chó. Ba bát đây, rất là ngon. Rồi các bạn nhá, là mình thưởng thức bát bún chó đi. Đây bát bún chó 40.000 nhá, khá lâu không đi ăn, hôm nay đưa các bạn đi thưởng thức, làm tí chanh vào nhá, chanh vào cho nó chó nó khá là ngấy. Đây các bạn nhìn xem, nhìn cũng rất là ngon. Thịt hấp ở đây là một thịt vai, ngon chưa? À mời các bạn nhá, thưởng thức một thịt hấp quá xem, rất ngon. Đây, đây là bún này. Đây đang còn thêm vào rượu mặn rồi nữa nhá. Rồi. Rồi đây là rồi chao. Đó. Làm miếng bún xem nào. Bún đây là bún nhỏ, ở đây là măng đây. Măng này măng cô đã thái nhỏ. Măng không quá chua. Đây là mặn. Bây giờ chúng tôi sẽ cùng đi ra bạn đây, thức món bún thịt chó. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Mình là về nhà nha, về nhà nó ở nhà nó đi học. Học cái gì chú? Bọn bách khoa. Bách khoa? Bách khoa năm mấy rồi? Năm tư. Không ra trường rồi. Được. Mình năm nó ra rồi. Bách khoa học về chuyên ngành gì? Tự động hóa. À, tự động hóa cũng được. Hợp với thời thế thì đấy. Mấy người cũng gầy gò như chú ấy nhỉ? Người tượng người như chú ấy nhỉ? Không béo được. Tặng người như chú rồi, muốn béo không béo được. Các bạn nhé, thì video của mình xin tạm dừng ở đây nhé. Nhìn chung thì bát bún thịt chó đây 40.000 rất là chất lượng, cho các bạn ăn một bát bún này có thể no cả ngày. Nếu các bạn nào lao động không nặng ấy thì được, còn bình thường lao động nặng thì mọi người ăn một bát này chắc vừa đủ thôi. Thì video của mình xin tạm dừng đây nhá. Nếu bạn nào thích quán bún chó ở đây thì quán có địa chỉ là 200 Lý Sơn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, bye bye.